Xin chào quý vị và các bạn. Trong chiều tối và đêm nay, do sự di chuyển của áp thấp nhiệt đới hoạt động trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ tạt vào thì khả năng sẽ gây mưa cho các tỉnh ven biển như là Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh vùng núi như Cao Bằng và Lạng Sơn với lượng khá, có nơi xuất hiện mưa to đến rất to kèm dông. Còn ban ngày, cả khu vực sẽ duy trì tình trạng còn nắng gián đoạn, nhiệt độ có thể lên đến 33 đến 35 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc như Mường Tè Lai Châu, Mường Lay Điện Biên hay Lào Cai và Yên Bái, nhiệt độ tiếp tục đạt ngưỡng 36-37 độ. Với kiểu thời tiết có nắng như vậy thì người dân nên tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa sân vườn hoặc có biện pháp tiêu thoát nước kịp thời trên các cánh đồng ruộng rau màu, bởi vì từ ngày mai khi giải thời tiết xấu hoạt động mạnh lên sẽ gây mưa trở lại cho các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày tới. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, do ít chịu sự hoạt động của giải hội tụ gây mưa nên trời phổ biến có nắng vào ban ngày, mưa dông chỉ có khả năng xảy ra vào lúc chiều tối. Quý vị vẫn cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể kèm theo trong cơn dông như mưa đá, tố lốc và gió giật. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung khá đồng đều, phổ biến từ 33 đến 35 độ trên toàn khu vực, từ 26 đến 28 độ khi trời tiết về đêm. Đi sâu vào các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo trong hôm nay cũng như thời đoạn là 2-3 ngày tới thì khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, nên mưa vẫn xảy ra trên 1/2 diện tích khu vực. Mưa được dự báo với lượng không nhiều, nên nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam ít có sự biến động, với trưa chiều nay trong khoảng 29 đến 31 độ ở vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Trong ngày hôm nay, tại thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết có nắng vào ban ngày, trời khô ráo, vì vậy nếu lưu thông vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, quý vị có thể cảm thấy hơi nóng rát bởi vì nhiệt độ lúc này có thể lên đến 33 đến 34 độ. Tuy nhiên, sau khoảng 15 giờ, nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống dưới 30 độ, cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Với kiểu thời tiết có nắng và khô ráo như vậy thì quý vị nên tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa sân vườn, khơi thông cống rãnh, những nơi hay ngập úng, bởi vì theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, bắt đầu từ đêm nay thì mưa dông có khả năng sẽ quay trở lại khu vực này. Đến với thành phố Hải Phòng, ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất trưa nay có thể lên đến 31 đến 32 độ. Tuy nhiên, càng về chiều thì mây dông càng xuất hiện nhiều hơn và gây mưa cho khu vực. Đêm nay Hải Phòng sẽ là một trong những thành phố ven biển xuất hiện mưa với lượng khá, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to. Bà con ngư dân vùng ven biển cần hạn chế tàu thuyền ra khơi. Như vậy là mưa chỉ tạm giảm tại thành phố trong 2 ngày vừa qua. Dự báo từ ngày mai mưa sẽ quay trở lại trên khu vực. Mưa sẽ khiến cho độ ẩm không khí tăng cao. Bà con ngư dân cần lưu ý chế độ bảo quản thủy hải sản khô, tránh để ẩm mốc ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Do không chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết gây mưa nào nên trong ngày và đêm nay tại thành phố Vinh, thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ cao nhất ngày không quá cao, phổ biến dao động trong khoảng 32 đến 33 độ. Về đêm, nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 26 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, đây sẽ là một trong những điểm đến thích hợp cho du khách nghỉ dưỡng và tham quan. Không khác biệt quá nhiều so với thành phố Vinh, tại thành phố ven biển Đà Nẵng, thời tiết trong ngày hôm nay khá ổn định với nhiệt độ trưa chiều trong khoảng 33 đến 35 độ. Tối muộn đến đêm thì giảm xuống 28 đến 30 độ. Tuy nhiên, độ ẩm không khí trung bình giảm nhẹ so với ngày hôm qua, dao động từ 60 đến 75%. Với thời tiết như vậy sẽ rất thuận lợi cho hoạt động ngoài trời cũng như hoạt động tham quan của du khách thập phương khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Đến với khu vực Tây Nguyên, cụ thể là thành phố Buôn Ma Thuột, trưa chiều hôm nay nhiệt độ phổ biến dao động quanh ngưỡng 28 đến 29 độ. Về chiều tối, khi mây dông phát triển thì nhiều khả năng sẽ xuất hiện những cơn mưa rào trên thành phố. Nhiệt độ về đêm giảm xuống mức 23 độ. Do đang là thời kỳ mùa mưa nên bà con cần có chế độ tiêu thoát nước hợp lý cho cây trồng, tránh để bị ngập úng, ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, ngày và đêm nay do chịu ảnh hưởng đơn thuần của đới gió mùa Tây Nam, nên những cơn mưa rào thường chỉ tập trung vào chiều tối. Ban ngày trời ít mưa và có nắng gián đoạn nên các hoạt động mua bán và thông thương của người dân thành phố sẽ không gặp nhiều trở ngại. Nhiệt độ trưa chiều ở thành phố chỉ khoảng 31 đến 33 độ. Về đêm, thời tiết khu vực này ít mưa, mát mẻ với nền nhiệt độ hạ dần xuống 25 đến 27 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.